Thưa quý vị và các bạn, thả rông gia súc là cách chăn nuôi phổ biến trong vùng dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Phương thức này ngoài ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi còn tác động xấu đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hộ dân tại huyện Con Plông đã thay đổi, không còn chăn nuôi trâu bò thả rông như trước mà làm chuồng trại và chuẩn bị thức ăn cho gia súc, mang lại hiệu quả về kinh tế. Đàn trâu của gia đình anh A Sâm ở thôn Măng Bốt, xã Măng Bốt, huyện Con Plông có 5 con. Trong những ngày mưa, anh nuôi nhốt trâu trong khu chuồng vững chắc, đảm bảo đàn trâu khỏe mạnh. Ngoài ra, chuồng ở cách xa nhà, phân thải cũng hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Thay đổi bữa này nó khác so ngày xưa. Ngày xưa thì ông già ngồi trước thì con trâu thả nó tắm cái gì nó ướt hết con trâu cả nhé, cái gì hiện đại bây giờ không có nữa. Nói chung nhà nào cũng có làm mái che là tắm tôn, vông quần thì dùng tắm tôn là gỗ nó mục rồi, nó làm xung quanh của chuồng trại con trâu. Công tác vận động người dân thay đổi phong tục thả rông gia súc góp phần thực hiện hiệu quả chỉ thị số 13 ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tăng cường sự lãnh đạo tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại thôn Vi Rơ Nghèo, xã Đắc Tăng. Với sự tuyên truyền hướng dẫn của chính quyền địa phương, thì nhiều năm gần đây người dân đã thay đổi phương thức chăn nuôi từ việc chăn thả sang biết làm chuồng và nuôi nhốt gia súc. Nhờ vậy mà việc phát triển chăn nuôi trâu bò tại đây đã ổn định, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét. Xã Đắc Tăng có hơn 470 hộ dân. Thời gian qua, chăn nuôi gia súc đã mang lại hiệu quả kinh tế và trở thành thế mạnh của xã. Để bà con đưa trâu bò về chuồng và chăn nuôi tốt, xã huy động các nguồn hỗ trợ làm chuồng trại, hướng dẫn chọn con giống nhằm cải tạo tầm vóc cho đàn gia súc, chủ động trồng loại cây trồng làm thức ăn chăn nuôi. Nhờ vậy, xã phát triển được hơn 1.100 con trâu bò. Chính vì những cái thu nhập của bà con từ gia súc là chính, nên Ủy ban nhân dân xã gọi là hàng năm định kỳ xây dựng kế hoạch triển khai phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, đặc biệt là cái công tác tiêm phòng như cái đợt 1/2022 vừa rồi, xã cũng đã cử anh em cán bộ chuyên môn xuống tận các hộ dân để vận động và hướng dẫn người dân triển khai phối hợp công tác tiêm phòng như việc dọn dẹp chuồng trại. Xã có hướng dẫn trồng cỏ voi, nó cũng đưa tương đối đưa cho con trâu ăn qua mùa đông. Công việc nuôi trâu thì nó cũng giúp gia đình nó thay đổi một phần trong phát triển kinh tế trong gia đình, nó cũng ổn hơn so với nuôi cái vật nuôi khác, thì con trâu nó kinh tế nó được đảm bảo hơn. Việc thả rông gia súc là phong tục hình thành từ lâu đời trong vùng dân tộc thiểu số. Dù bà con đã có sự thay đổi tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn đối với chính quyền địa phương. Đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số thì ăn sâu trong tiềm thức từ bao thế hệ rồi. Bởi rất là bây giờ nó cũng rất khó khăn. Thì trong những cái lần mà đói rét như vậy thì đa số bà con mình bây giờ là đa số là cơ bản là người ta cũng nhận thức được, người ta cũng đưa cái trâu bò về chuồng nhốt rồi. Nhưng mà cái công tác mà dự trữ thức ăn trong mùa đói rét thì nó vẫn còn hạn chế. Ví dụ như làm khoai rôm thì bà con mình vẫn còn hạn chế, nhiều lúc vẫn có làm nhưng mà nó không đảm bảo. Như trồng cỏ thì cái diện tích trồng cỏ nó không còn nhỏ lẻ manh mún, nó cũng còn xa với cái khu mà người ta làm chuồng để chăn nuôi. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hy vọng bà con người dân tộc thiểu số huyện Con Plông sẽ biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.